thôi, bây giờ mình đi thăm phía bên nhà chồng Kelly ở Modesto lận. Từ nhà Kelly qua nhà chồng Kelly nếu mà không có kẹt xe là 1 tiếng rưỡi. Cả nhà hãy đón xem coi phía bên nhà chồng của Kelly nó có những gì nha. Con đường này kia nọ nó khác với San Francisco như thế nào nha, cho cả nhà một sự ngạc nhiên nha, nó khác như thế nào. Con Kelly ngủ rồi nè, trời ơi tội nghiệp không, nhìn nó ngủ nè. Phải lấy cái gì kề cái đầu nó mới được. Cả nhà ơi, đây là cây cầu gọi là cầu Oakland, nó đẹp không, nó mới xây hồi 2000, mới thành lập xong khoảng 2013 chưa tới sân tốt thế này ra. Around there, yeah. When my dad passed away. Yeah. Nè cả nhà, cái cầu này mới vừa làm xong. Đọc trên báo thì nói là cái cầu này xây khoảng 14 tỷ. Thương con mình lắm, thấy nó ngủ tội nghiệp lắm. Ở dưới nhà mình có 2 cái rồi, trên đây mua thêm cái này nữa. Mẹ chồng mình cũng không quên mua cà phê yêu thích nhất của mình nè. Cà phê này gọi là Starbucks đó cả nhà, nó giống như cà phê sữa Việt Nam nha. Kelly uống 4 shot espresso với lại 3 pump của White Mocha. White Mocha thì giống như sữa ông thỏ của mình vậy đó. Còn cái này là của ảnh, rất là ngon luôn. Con mình nó đòi ăn french fry cho nên mình ghé Burger King mình mua đồ cho nó ăn. Ok. Ok ok. Nóng mất con. Nè. French fry. Con phải thổi nha. Nóng mới kể con. Thổi. You hold a bit, she's making sounds. French fry kể con, we're here. Thì nó để cho nguội. Để cho nguội. Có cần nóng mới kể. Là cả nhà ở Modesto là người ta, nơi người ta trồng rẫy. Hai bên đường người ta trồng rất là nhiều. Nhưng mà cái này người ta trồng cái gì Kelly không biết, nó giống như mấy cái hộp gì á. Cái hộp almond đó, hộp đậu mình ăn. Đồng rất là trống á. Cái này là mấy cái cây mới nó mới trồng. Cái
lúc trước lúc mà Tết là có hoa anh đào nở, sao giờ không có hoa anh đào nở anh? Chắc trên kia, chắc trên kia ha. Để chút coi cái nó có không, Khế Liên quay cho cả nhà xem nha. Nó trồng hoa anh đào nhiều lắm. Đây là đường vô nhà của chồng Khế Liên, nhà ba mẹ chồng Khế Liên nè cả nhà. Không, người ta trồng trồng mấy cái cây, có mấy cái hộp để ăn á, mấy cái almond đó. Ở đây là trồng dâu nè. The van, CRX, his hatchback. Hello, cars. What the hell? Where these cars come from? Two hatchbacks? Jesus Christ! Đây là nhà của ba mẹ của chồng ấy là. Ở bên đây là có công viên, có cái park, công viên cho con nít chơi. Hatchbacks does he have? Jesus. Rồi nè cả nhà ơi, tới rồi. Con mình nó sai. Hay là chú Năm. Nhà đông vui lắm. Rất là đông vui. Cái này là hai người em dâu. Cái này là ba của ảnh. Mẹ của ảnh cũng bệnh lắm. Còn cái này con gọi là gì? Là gì hay là cô? Con của mình vẫn còn mắc cỡ cả nhà, nó khóc nó dám chơi. Wow, look at her. Mấy đứa nít này nó đi cái này giỏi ghê luôn á. Nhìn kìa, thằng bé là nó đi à, giỏi ghê luôn. Đây là bạn gái của đây mình sắp cưới rồi nữa. Anh kéo em theo. Anh kéo em theo. Kéo em hả? Ôi ơi. Ethan, rồi thêm chiếc kiểu với ông lại.
Đàn ông không hả? Đàn ông không là trước. Em ngỏ đây được. Đàn ông trước rồi mới tới đàn bà. She's so cute in this outfit though, man. I'm Japan, you cut off her leg. Oh. Where? I look at the camera, it shows the leg. Don't worry, are we taking this? It's okay. It is nice, but it's, you chop off her leg. Wow. I was trying not to because I saw the picture. It had everybody. But you did chop off her legs. Don't take the towel, girl. They're hiding her. Like, trap me in there. Ethan, you need water? Oh, that's Ethan's face. Oh, he's hiding under the end of his seat. You got guava out there too, man. The movie, they want to I love the papaya salad. Có sáu người muốn ăn gì thì làm gì đi hả? Hai đèn. The park? Oh, yeah, I can do it. Yeah, I can do it. You gonna go buy this or take it? I think it's just strong. Oh, you got the Indian, right? I'm more, 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 more,